Thầy Hoa Lan đi giới thiệu các bạn cái giò Tam Bảo Sắc khổng lồ, cũng là loại to đấy. À, cái này thẻ hôm nọ đi Hoa La đi hội Mê Linh đúng không anh? Nhưng mà lúc đấy toàn nụ thôi. À hôm nọ nụ chưa nở à? À đây này, đúng rồi, đây hôm nọ, bây giờ mà còn nụ này thì chứng tỏ hôm đấy là nó thui nhiều nhưng mà còn rất nhiều nụ mà. Vâng, đây bên này còn nhiều nụ lắm. Quá đẹp nhỉ. Hôm đấy thì ấm bình thường nó cũng ấy rồi. Thật ra thì bây giờ là người chơi chúng ta là đôi khi là kiểu như là gân cổ cò, co cổ ngỗng lên để cãi nhau ba cái chuyện kiểu như là dòng chảy của nó. Cái gì? Hoàng Nhạc hay là Tam Bảo Sắc? Thì xét cho cùng mà chúng ta cứ cãi nhau ba cái chuyện tên Việt đấy. Có hoài nữa thì cũng thế đâu. Đúng rồi. Cây này tên khoa học đó là gì anh? Cái này là cây Holetiana, Eris Holetiana. Đó là một dòng phổ dạng trong miền Nam gọi là giáng hương. Ngoài Bắc thì chúng ta không có cái từ đầu bằng chữ giáng hương đấy. Thường thường là gọi bằng Tam Bảo Sắc hay là đuôi sóc hay là đuôi cáo. Đấy, nhưng mà tôi nghĩ là mỗi cái nó có một cái hay riêng. Còn trong Latin ấy, thì người ta xếp là tôi nghĩ là chuẩn mực cả thế giới phải chấp nhận. Tại sao chúng ta lại cứng cỏi lên làm gì ba cái chuyện này? Thì theo như mình được nghĩ ấy, thì những cái cây mà nó thiên về hoa màu tím càng tím sẫm một xíu ấy, thì là hoa càng ở phía Bắc, đặc biệt là những bông như các giò kia. Nhưng mà phía Bắc thì nó nở sớm hơn một xíu và nó mang màu tím hồng nhiều hơn. Còn nghiêng dần vào Nam nó sẽ cứ nhạt dần cái màu tím và nó chuyển dần sang màu vàng. Đấy, đây ta thấy tím nhạt đi tí này, đây nó sang nhạt tí, bắt đầu sang vàng đúng không? Đây ví dụ như sang cái ngọn này chẳng hạn là nó sang hồng hẳn như này, sang vàng hẳn như này đúng không? Đấy. Nhưng mà ở ngoài Bắc thì nó đi theo cái bộ lá của ngoài Bắc là nó dài hơn, hơi tức là về mặt cơ bản là nó ánh sáng nó ít hơn, nên lá nó dài hơn xíu mà nó không có hiện tượng cứng cáp như cái cây kiểu Tam Bảo Sắc. Cái giờ số giờ nắng trong năm nó ít hơn ở trong Nam. Hơn trong kia mà. Thế nên là nó bị biến đổi. Đúng rồi. Và đương nhiên là còn cái cây mà mọi người gọi là cuối vàng hay là nhạn tháng tư, cái cây nó hơi khác hơn tí. Và nó vì nó là cũng dòng nhưng mà như thế ý là cùng là một giống hết, là một loại hết. Đúng rồi, một tên Latin nhé, một tên Latin xong rồi sau nó phân tách ra. Chính người Việt chúng ta nhìn thấy nó khác nhau như thế thì bắt đầu mới là người thì gọi là nhạn, người thì gọi là Tam Bảo Sắc các thứ này đúng không ạ? Nhưng mà tên Việt thôi chứ còn nó cùng một ý của anh là nó cùng một cái, thậm chí ngày xưa có người gọi riêng nó ra là gì nhỉ? Hoàng Tam Bảo, tức là Tam Bảo Sắc vàng. Vì các bố thấy Tam Bảo Sắc rồi còn Hoàng là... đây người ta gọi có có ý đúng của người ta. Thấy các kết cấu là nó giống nhau nhưng mà màu sắc là nó không giống nhau. Nó này cũng khổng lồ đấy. Thực ra là đây là những cây mà đẹp một xíu thôi, không để chọn ra đưa vào đây để trồng chơi thôi. Đấy, cái này cũng là một cái giá thể, là một cái dễ nghiền cho những cái này. Với tôi nghĩ chắc hết đời mình không phải thay giá thể. Hết đời không phải thay giá thể. Nhưng mà ngược lại thì nếu mà vận chuyển đi xa thì ốm nặng. Thì thôi thì các cụ bảo rồi, được, có gan ăn cắp, có gan chịu đòn. Chơi thì phải chấp nhận. Nhưng mà nói như thế thôi chứ còn nếu mà muốn xây dựng và muốn tạo ra một cái giò nó thật là to ấy thì bắt buộc phải có những cái giá thể kiểu này. Đúng thì nó mới to được. Chứ còn nếu mà trồng vào chậu thì làm sao mà nó ra được cái giò to đúng to đùng mới được không? Đây ví dụ trồng chậu đây. Nó chỉ thế này thôi, sau một vài năm thôi là nó sẽ khác, đúng không? Đây là đấy, kể cả là chơi cho cái chậu nó to gấp 10 lần nữa thì nó cũng hay là muốn tạo cảnh quan, muốn tạo những cái giò lan khủng bất cứ là giống gì
thì phải có những cái giá thể mà như cái dễ nghiến này thì đúng là hàng năm 70 năm chục trăm năm nó cũng chả mục được. Không không à. Chơi mỗi tội nặng bê được nó ốm luôn. Bê này phải tương đương với bê. Cố gắng lên. Uống nữa 3 lần trước khi nói. Trước khi nói không có là bây giờ là phải biết dừng lại. Không có là đưa lên là các bạn nhiều bạn chửi ghê lắm. Mặc dù có khi chính cái bạn chửi đấy cũng thích thế đấy nhưng mà vẫn chửi. Mồm đẹp được rồi không? Mà cái giống kia cũng thế hả anh? Cái giỏ kia cả? Cũng như này. Tớ định làm hai bên cổng cửa. Hai cổng à? Để sang quay thêm một tí ở cái giỏ bên này. Cái này cũng tham gia trưng bày ở hội Hoa Lan Mê Linh vừa rồi nhé các bạn. Có bông thì rất là hồng hồng, bông vàng vàng. Đúng rồi, bông này tím này, bông này vàng này. Hai bông này thì tàn mất rồi này. Thì hôm nay có một bạn mới lớn, bạn ấy đi xe phân khối lớn các bạn. Nên nó hơi nẹt bô, hơi ẩm mỹ đi. Cái này đúng là khi mà vận chuyển đi mấy nơi nó bị nắng, nó cũng bị các cái lá non nó cũng bị ảnh hưởng tí nữa các bạn. Thế tức là bình thường nó phải thẳng căng như thế này nhé. Nhưng mà nó yếu, nó hơi gục xuống này. Đây quay ngược. Con này nó quay vặn. Cái này thì nó lại thế to nó lại lại. Đó là cái gì nó quay ngược hai nó khác. Rất là tuyệt vời. Alo đấy. Dễ này, rất khỏe. Bộ mũ của Tây Thi. Khỏe luôn. Quang thì gọi là quang cò. Quang cò. Bây giờ về làm cỏ rồi. Thơm lắm các bạn. Ta bảo sắc này. Cái giống này rất là hay. Mà quay lại cái giò bên kia nhá. Cái giò này nó đẹp hơn cái giò bên kia. Cái giống này nếu mà tên tiếng tên Latin thì như anh Trần Tuấn nói nó chỉ có một thôi. Nhưng mà tên Việt thì đấy, tam bảo sắc, nghe cái tên cũng hay. Tam bảo nghe cũng hay rồi. Và cái giống này thì cũng rất là dễ trồng. Rất là dễ trồng, thuộc vào cái nhóm gọi là dễ trồng, dễ chăm sóc. Nó lại được cả mấy yếu tố. Một là dễ trồng này, dễ chăm sóc này. Hai là hoa rất là đẹp. Ba là có hương thơm rất là tuyệt vời. Thậm chí phải nói là cái hương thơm của cái tam bảo sắc này nó hay, nó cuốn hút hơn nhiều so với phi điệp. Rất là hay. Cái giống này nếu mà bạn nào mà mới chơi thì có thể sưu tầm cái giống tam bảo sắc này trồng được. Bởi vì nó rất là dễ, không có gì khó khăn trong chăm sóc cái giống này cả. Mua kg về thì cứ cố định ghép xuôi ghép ngược được hết. Do cái giá thể thôi. Đây là ghép gọi là cái ngọn nó cắm quay xuống nhá, nhưng mà sau đó nó mọc nó sẽ hất lên, nhìn nó đẹp này. Còn đây trồng ở chậu thì đương nhiên trồng đứng thẳng nó lên thôi. Ghép chui ghép ngược được hết, muốn ghép kiểu gì cũng được. Sau rồi nó khi nó lớn, cây nó lớn nó tự nó sẽ điều chỉnh. Cái này giò này đang có mặt tại Ngọc Lan Viên của anh Trần Tuấn nhé. Facebook của anh Trần Tuấn đang bị hack nên là có số điện thoại đây. 0948289555. Các bạn muốn chia sẻ giao lưu hay là tham quan uống trà ngắm lan thì đề nghị liên hệ với anh Trần Tuấn.
Anh này anh ít ngủ lắm, cứ gọi giữa đêm cũng được. Thoải mái. Đây là cái khu uống trà của anh Trần Tuấn này. Mọi người đến đây sẽ được ngắm lan và uống trà, thưởng trà. Có nô trà phục vụ. Quá đẹp. Trà ngon và không bao giờ cằn nhằn cả. Nhưng mà nói về lan là cằn nhằn đấy. Nói lan là cằn nhằn. Uống trà không bao giờ cằn nhằn. Có rất nhiều người cứ nhắn comment ở trên đấy là muốn đến tham quan vườn của anh ngắm lan có được không, mà trả lời mãi là được mà vẫn cứ hỏi lại. Rất vui. Rất vui đấy, anh Trần Tuấn nói lại nhé, trực tiếp lời của anh Trần Tuấn này. Rất vui. Đấy, rất vui được vui chào đón các bạn. Đến uống trà không phải đến đây là để mua. Tôi rất ghét đến kiểu như là phải nhà vườn đấy, kiểu tạm gọi nhà vườn mà cứ có, thậm chí có, tôi biết là có kiểu như nhà vườn có thái độ vào không mua. Nói thật người ta không vui lắm đâu, đúng không? Vâng. Nhưng tôi nói thật, với tôi không phải vào đây, không phải vào đây để mua lan, vào đây để tán phét về lan, để uống trà. Đấy. Nói chung là có duyên thì sẽ mua thôi. Có tên nếu mà gặp cái giò thích thì cứ mua thôi, mà không mua cũng bình thường. Không không bao giờ phải đốt vía các bạn ạ. Không mua không bao giờ phải bị đốt vía.